Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lê Châu. Chương trình thời sự ngày hôm nay có một số nội dung đáng chú ý sau. Với tinh thần khẩn trương nghiêm túc, lễ giao nhận quân năm 2021 của các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh Lê Châu thành công tốt đẹp, đảm bảo chặt chẽ từ việc giao nhận hồ sơ đến bàn giao công dân về các đơn vị nhanh gọn, an toàn, đúng quy định và đảm bảo công tác phòng dịch. Phát huy truyền thống 62 năm ngày truyền thống biên phòng ngày 3 tháng 3 năm 1959, ngày 3 tháng 3 năm 2021 và 32 năm ngày biên phòng toàn dân, 3 tháng 3 năm 1989, 3 tháng 3 năm 2021, Bộ đội Biên phòng Lai Châu phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tháng 5 năm 2021, ngày hội của toàn dân và cử tri Lai Châu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay đang vui mừng cho ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng, vì độc lập tự do, vì Tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, đồng thời sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ta chọn người thật đông, chung sức chung lòng xây nước Việt đẹp tươi. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, tỉnh Lai Châu được giao chỉ tiêu là 850 công dân, trong đó tham gia nghĩa vụ quân sự 700, tham gia nghĩa vụ công an nhân dân 150. Cùng với việc đảm bảo các chỉ tiêu giao nhận quân đạt chất lượng cũng như thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng Quân khu 2 và tỉnh Lai Châu, tổ chức giao nhận quân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, theo tinh thần chung là trang trọng, nhanh gọn và đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19 với tinh thần khẩn trương nghiêm túc, song cũng không thiếu phần trang nghiêm. Buổi lễ giao nhận quân năm 2021 của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã thành công tốt đẹp, đảm bảo chặt chẽ từ việc giao nhận hồ sơ đến bàn giao từng công dân về các đơn vị nhanh gọn, an toàn và đúng quy định. Sáng 3 tháng 3, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Phong Thổ tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021, đến dự có Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Phó Bí thư Đảng ủy Tư lệnh Quân khu 2, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh. Trong đợt tuyển quân năm nay, huyện Phong Thổ có 127 thanh niên đủ điều kiện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó 30 chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tại Trung đoàn 82, Quân khu 2, 22 chiến sĩ tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân, 35 chiến sĩ tham gia nghĩa vụ ở Trung đoàn 880, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu, 40 chiến sĩ làm nghĩa vụ tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 được quan tâm sát sao của huyện ủy, ủy ban nhân dân và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, nên lễ giao nhận quân diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí phấn khởi. Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, sáng 3 tháng 3, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tân Uyên tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Dự buổi lễ có Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu 2, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ giao nhận quân năm 2021, huyện Tân Uyên được giao chỉ tiêu 121 công dân, trong đó giao cho quân đội 105 đồng chí và lực lượng công an 16 đồng chí. Phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho công dân trước khi lên đường nhập ngũ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tân Uyên đánh giá cao tinh thần của cấp ủy chính quyền cơ sở, các ban ngành đoàn thể huyện, sự cố gắng nỗ lực của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã bám sát sự chỉ đạo, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ và hiệu quả trong công tác khám tuyển và gọi công dân lên đường nhập ngũ, đảm bảo 100% chỉ tiêu. Đánh giá cao sự đồng thuận, ủng hộ và động viên con em của các gia đình có tân binh nhập ngũ đợt này. Để đảm bảo an toàn trong phòng dịch COVID-19, nội dung thi đua khen thưởng, tặng hoa và quà cho các tân binh đã được tiến hành trước buổi lễ. Tuy nhiên, quá trình tổ chức giao nhận quân vẫn diễn ra long trọng, trang nghiêm và đúng quy định. Tại lễ giao nhận quân năm 2021, trên địa bàn thành phố Lai Châu có 55 trong tổng số 83 công dân đủ điều kiện nhập ngũ, trong đó 50 công dân gọi chính thức và 5 công dân dự bị.
Tại lễ giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố Lai Châu động viên các tân binh vững tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành trách nhiệm với Tổ quốc, phát huy truyền thống cách mạng, quê hương, gia đình, ra sức rèn luyện học tập, chấp hành kỷ luật quân đội, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tại lễ giao nhận quân cùng với hàng nghìn thanh niên trong cả nước lên đường nhập ngũ, 63 tân binh là đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Nậm Nhùn cũng thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc lên đường nhập ngũ theo quy định. Trong đó, giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 50 tân binh, Công an tỉnh 13 tân binh. Lễ giao nhận quân là nhiệm vụ thường niên, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên giao nhận quân được rút ngắn chương trình so với những năm trước, đảm bảo nhanh gọn và thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19. Cấp lãnh đạo từ Bộ Quốc phòng đến quân khu, Bộ Chỉ huy tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh thì có những cái chỉ đạo rất là chặt chẽ, chú đáo để cho tổ chức buổi lễ giao nhận quân bảo đảm được cái chỉ tiêu chất lượng và hoàn thành được 100% cái công dân lên đường nhập ngũ. Thì cái công tác chuẩn bị này chúng tôi đã thực hiện đúng cái hướng dẫn số 689 của Bộ Tham mưu Quân khu 2 và các cái hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Chỉ huy tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện. Thì công tác tổ chức đây chúng tôi bảo đảm được là rất là thành công, đó là vừa bảo đảm trang trọng đúng nghi lễ quân đội và bảo đảm được là phòng chống cái dịch COVID-19 trên đối với cái lực lượng mà tổ chức cái lượng giao quân. Thế và ngày hôm nay là mùng 3 tháng 3 thì Hội đồng Nghĩa vụ Sư huyện Nậm Nhùn đã tổ chức cái lễ giao nhận quân là bảo đảm hoàn thành được 100% chỉ tiêu đúng theo kế hoạch. Sau khi kết thúc lễ giao nhận quân, các tân binh được giao về các đơn vị đã lên đường về đơn vị nhận nhiệm vụ. Em có cảm nghĩ là bây giờ bọn em cũng đủ tuổi và đủ trưởng thành, cũng đủ tuổi để góp phần một sức nhỏ nhoi nào cho Tổ quốc. Thì từ bé bọn em cũng mong muốn là sau này lớn lên có một tí nào đó góp cho nhà nước và bảo vệ Tổ quốc thân yêu của mình. Do đến ngày hôm nay bọn em cũng đủ tuổi, mấy anh em thanh niên thì bọn em cũng muốn góp phần nhỏ nào đấy cho Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, hòa chung không khí tưng bừng náo nức của cả nước trong ngày hội tòng quân, sáng mùng 3 tháng 3, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Mường Tè long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Trong lễ giao nhận quân năm nay, huyện Mường Tè có 103 thanh niên lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là ngày hội lớn của tuổi trẻ của toàn quân và dân huyện Mường Tè. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong đợt tuyển quân năm 2021, huyện Mường Tè có 103 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó 80 chỉ tiêu quân sự, 23 chỉ tiêu công an. Các đơn vị nhận gồm Trung đoàn 880 tiếp nhận 50 tân binh, Biên phòng 30 tân binh, Công an tỉnh Lai Châu 23 tân binh. Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Mường Tè, số tân binh nhận quyết định nhập ngũ năm 2021 có tư tưởng chính trị vững vàng. 100% tân binh sẵn sàng nhận lệnh lên đường thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có thể nói rằng là chất lượng tuyển quân của năm 21 của huyện Mường Tè năm nay so với mọi năm là chất lượng bảo đảm rất tốt. Một là chủ yếu về sức khỏe của đối với công dân. Thứ hai là về tinh thần của công dân trước khi có phát lệnh gọi nhập ngũ là rất là vui tươi và khấn khởi, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Thể hiện qua là rất nhiều công dân đã viết đơn tình nguyện đi được ngũ như này. Cũng trong dịp giao nhận quân lần này, các tân binh lên đường nhập ngũ luôn nhận thức đúng đắn về trách nhiệm, nghĩa vụ, tích cực rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, quân đội, nhân dân giao phó. Đồng thời xây dựng ý chí quyết tâm cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ phấn đấu đúng đắn, luôn nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt, giữ vững phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, luôn rèn luyện, phấn đấu trở thành chiến sĩ ưu tú của Đảng, quân đội, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Trong đợt nhập ngũ năm 2021-2023, tôi rất là vui mừng khi được trúng tuyển đợt nghĩa vụ quân sự năm 2021. Về đơn vị của mình thì tôi sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt xuất sắc nhiệm vụ của mình được giao. Như vậy, để đạt được kết quả như ngày hôm nay, ngay từ đầu, cấp ủy chính quyền từ huyện đến các xã thị trấn trên địa bàn huyện Mường Tè đã làm tốt từ các khâu khám tuyển, nắm bắt tình hình và tổ chức gặp mặt các thanh niên đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân năm 2021. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, song cũng không thiếu phần trang nghiêm, buổi lễ giao nhận quân năm 2021 của huyện đã thành công tốt đẹp, đảm bảo chặt chẽ từ việc giao nhận hồ sơ đến bàn giao từng công dân về các đơn vị nhanh, gọn, an toàn
và đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, xác định việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo công tác tuyển quân năm 2021 đúng luật, đúng quy trình và đạt hiệu quả. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho lễ giao nhận quân vào ngày hôm nay mùng 3 tháng 3 diễn ra an toàn ý nghĩa. Xung quanh nội dung này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu đã có cuộc phỏng vấn với Đại tá Nguyễn Ngọc Lương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dạ vâng, trước tiên thì xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu ngày hôm nay. Thưa đồng chí, trong thời gian qua, công tác tuyển quân năm 2021 đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho tỉnh Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân triển khai thực hiện như thế nào và cái kết quả đến thời điểm này ra sao? Thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng năm 2021 thì trong đó có cái nội dung nhiệm vụ công tác tuyển quân hàng năm. Thì ngay từ những cái ngày cuối năm 2020 với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh là tổ chức hội nghị để đánh giá rút kinh nghiệm công tác tuyển quân 2020 và triển khai công tác tuyển quân năm 2021 và đã tổ chức thống nhất đồng bộ đối với toàn tỉnh và trước hết là cái công tác là quản lý nắm nguồn và cái khâu sơ tuyển, đặc biệt là đối với các cơ sở trước khi tổ chức khám sức khỏe ở các huyện thành phố. Và có thể nói là cái năm thứ hai chúng ta tiếp tục thực hiện cái công tác quân sự quốc phòng trong cái điều kiện là phòng chống dịch bệnh, và công tác tuyển quân thì cũng là nằm trong thực hiện nhiệm vụ này. Thì có thể nói là bên cạnh những cái thuận lợi thì những cái khó khăn cũng rất nhiều, và đặc biệt lại thêm về cái nội dung quy định nghiêm ngặt trong phòng chống dịch bệnh. Thì đối với công tác tuyển quân, đối với toàn tỉnh cũng đã tổ chức thực hiện tốt về các cái bước, các cái khâu, và đặc biệt là đối với các cơ sở cũng đã chấp hành thực hiện nghiêm, cho nên cái kết quả là cũng đạt được là tương đối khả quan. Và có thể nói là đến giờ phút này, theo cái chỉ tiêu của trên giao thì đối với tỉnh là chúng ta đã thực hiện nghiêm và về số lượng chất lượng là đảm bảo tốt. Dạ vâng, thưa đồng chí, năm nay do tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp đã được biết được và công tác khám tuyển được thực hiện nghiêm mặt và chặt chẽ hơn. Vậy đồng chí có thể cho biết cụ thể hơn về cái nội dung? Trước hết, như tất cả chúng ta đã biết là trong cái quy định về cái phòng chống dịch bệnh Covid-19 ấy, thì năm 2021 thì có những cái diễn biến phức tạp hơn. Để đảm bảo tốt cái công tác phòng chống dịch bệnh ngay từ những cái ngày đầu để thực hiện cái công tác tuyển quân thì tất cả các cấp các ngành cũng đã được quán triệt nghiêm và thực hiện cái nội dung này cũng đã được triển khai một cách đồng bộ chặt chẽ. Tất cả các công dân khi mà thực hiện các cái bước từ sơ tuyển cho đến khám tuyển thì đều phải khai báo y tế. Hai nữa là đều phải có các cái xét nghiệm và thực hiện các cái nội dung này chặt chẽ hơn là tất cả các cái khâu, các cái bước. Trước hết là cái việc mà kiện toàn cái lực lượng khám sơ tuyển ở các cấp cơ sở thì cũng đã được thực hiện nghiêm theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế. Hai nữa là khi thực hiện các cái bước khám tuyển ở hội đồng khám tuyển cấp huyện, thành phố thì cũng đã được thực hiện nghiêm từ cái việc kiện toàn bổ sung đầy đủ theo các cái thành phần ở hội đồng khám sức khỏe của các cái huyện, thành phố thì cũng đã được thực hiện nghiêm. Các cái bước theo đúng quy trình đã được thực hiện đầy đủ. Tất cả các cái hồ sơ được hoàn thiện từ phiếu sức khỏe cho đến là các xét nghiệm, và đặc biệt là có thêm cả cái phần là khai báo và xét nghiệm về cái phòng chống dịch Covid-19. Thì những cái đó là những cái mới so với các cái năm trước. Để đảm bảo an toàn trong lễ giao nhận quân năm 2021 thì cái công tác phòng chống dịch tại lễ giao nhận quân được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai thực hiện như thế nào? Thì trong cái điều kiện quy định về phòng chống dịch rất là nghiêm ngặt thì thực hiện theo cái chỉ đạo chung của Bộ, của quân khu và theo đặc điểm chung của tỉnh, chúng tôi cũng đã có cái thống nhất triển khai tất cả trong 8 huyện thành phố. Thì hiện nay cái buổi lễ giao nhận quân vào buổi sáng ngày 3 tháng 3 với cái tinh thần là làm là trang nghiêm nhưng mà đảm bảo là ngắn gọn và đảm bảo thực hiện tốt về cái phòng chống dịch. Hiện nay
đối với hội đồng nghĩa vụ quân sự của các huyện, thành phố thì cũng đã triển khai chuẩn bị tích cực và sẵn sàng thực hiện tốt với cái tinh thần là trang nghiêm, trọng thị và cũng hết sức khẩn trương để thực hiện nghiêm về cái phòng chống dịch. Thế thì hiện nay theo các cái quy định chung đấy thì cũng sẽ tổ chức ở tại cơ quan quân sự của các huyện, thành phố, và chúng tôi cũng đã cho kiểm tra kỹ và hiện nay là cơ bản các cái điều kiện đảm bảo tốt về cái số mà anh em vận chuyển về các cái đơn vị nhận quân ở xa thì cũng đã được hợp đồng tốt về các cái điều kiện phương tiện, về con người lái và cũng như các cái quy định về phòng chống dịch, xét nghiệm đối với đội ngũ lái xe trước khi là thực hiện cái chuyển quân. Thì còn ở tại các cái vị trí giao nhận quân thì cũng đã có cái lực lượng y tế của các huyện, thành phố để sẵn sàng kiểm tra phòng chống dịch để thực hiện theo đúng các cái quy định. Thì hiện nay thì có thể nói là kết luận là cái công tác tuyển quân năm 2021 đối với tỉnh Lai Châu của chúng ta là triển khai thực hiện nghiêm và cái kết quả chắc chắn sẽ thực hiện tốt. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu ngày hôm nay. Phát huy truyền thống 62 năm ngày truyền thống biên phòng, ngày 3 tháng 3 năm 1959, 3 tháng 3 năm 2021 và 32 năm ngày biên phòng toàn dân, 3 tháng 3 năm 1989, 3 tháng 3 năm 2021, với phương châm đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc anh em là ruột thịt. Trong những năm qua, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh luôn gần dân, hiểu dân, thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc. Cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đã trực tiếp thực hiện nhiều chương trình hoạt động phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, xây dựng khu vực biên giới phát triển, nền biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, xã Ba Tần, huyện Sìn Hồ có 15 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 14%. Kết quả đó là sự đóng góp rất lớn của bộ đội biên phòng, mà trực tiếp là cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Ba Tần đang đứng chân trên địa bàn. Bên cạnh đó, đồn cũng tham mưu cho xã xây dựng đội ngũ cán bộ xã, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chung tay thực hiện tiêu chí đường giao thông, môi trường như xây dựng nhà vệ sinh, di rời chuồng trại xa nhà, sửa chữa trường học, làm nhà ở cho hộ nghèo. Được sự giúp đỡ của đồn biên phòng Ba Tần đã tạo điều kiện cho anh em đi tăng cường giúp đỡ bà con về công tác như là làm đường hay là có để làm sửa lại nhà, báo lũ này với là bị lũ lụt thì cũng là chỗ anh em đồn biên phòng cũng tăng cường tạo điều kiện giúp đỡ, đặc biệt là thời gian trong trước trong sau Tết thì cũng là công tác phối hợp kiểm tra các đường mòn lối mở để phòng chống dịch. Không riêng gì xã Ba Tần, ở nhiều địa phương khác trong tỉnh, lực lượng bộ đội biên phòng đều đóng góp vai trò quan trọng trong việc xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, phát triển kinh tế xã hội. Bộ đội biên phòng tỉnh đã cử 22 cán bộ tham gia cấp ủy, giữ chức danh bí thư, phó bí thư đảng ủy ở 22 xã biên giới, giới thiệu 78 đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ các bản, phân công 315 đảng viên phụ trách hơn 1.900 hộ gia đình ở khu vực biên giới, vừa tăng cường nắm tình hình, vừa thắt chặt hơn tình đoàn kết quân dân. Phụ trách và sinh hoạt tại các chi bộ thôn bản thì đối với bản thân tôi được trực tiếp phụ trách bản Phó 2 đã giúp đỡ các hộ gia đình thuộc các hộ nghèo và hộ cận nghèo phát triển kinh tế bằng các cái mô hình hết sức cụ thể, ví dụ như mô hình nuôi thỏ hoặc là mô hình nuôi chim cút, làm nhà đối với những cái hộ gia đình thuộc diện neo đơn và đặc biệt khó khăn. Trong cái dịp Tết Nguyên đán vừa qua thì đồn biên phòng Ba Tần đã tặng một số suất quà cho các cái hộ gia đình mà đặc biệt khó khăn và không có khả năng ăn Tết. Với phương châm lấy dân làm gốc, lòng dân có yên thì mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ bảo vệ biên cương. Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã trực tiếp thực hiện, phối hợp với các cấp, các ngành, triển khai có hiệu quả các chương trình, mô hình giúp dân. Nổi bật là chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới, nâng bước em tới trường hay con nuôi đồn biên phòng. Bộ đội biên phòng tỉnh còn thực hiện cái nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong cái việc phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở khu vực biên giới. Và hiện nay thì đã có nhiều những cái mô hình có hiệu quả thiết thực, xây dựng các cái điểm trường cũng như là làng nhà,
cho đồng bào các dân tộc Na Hủ hàng nghìn ngôi nhà, phối hợp với các cấp các ngành để tiến hành thực hiện tốt các chương trình cuộc vận động hướng về biên giới để xây dựng cái nền biên phòng toàn dân cũng như là xây dựng cái khu vực biên giới vững mạnh. Những phong trào, mô hình mà Bộ đội Biên phòng tỉnh đang triển khai thực hiện đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước và quân đội, phát huy sức mạnh của toàn dân trong chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và giải quyết nhiều vụ việc phức tạp xảy ra ở khu vực biên giới, góp phần bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Thực hiện chương trình phối hợp với huyện ủy 4 huyện biên giới của tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phân công 78 đảng viên các đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ các bản, 315 đảng viên phụ trách, hơn 1.900 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Điều đáng ghi nhận là các đảng viên Bộ đội Biên phòng đã tích cực tham mưu, đề xuất cho chi bộ chủ trương, biện pháp phối hợp lãnh đạo công tác biên phòng, xây dựng củng cố các tổ chức đoàn thể bản vững mạnh, đồng thời kịp thời thông tin tình hình vụ việc có liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm để làm cơ sở cho chi ủy, chi bộ có biện pháp tuyên truyền, giáo dục và vận động người dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh biên giới. Sáng mùng 3 tháng 3, đoàn công tác Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh do đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh làm trưởng đoàn, đã tổ chức họp thẩm định xét đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Nậm Sỏ của huyện Tân Uyên. Sau khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Nậm Sỏ nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của tỉnh, của huyện, các ngành chức năng, tổ chức chính trị xã hội. Xã là địa phương cuối cùng của huyện đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Sau khi khảo sát thực tế tại một số bản về quy hoạch định hướng phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng, đoàn công tác đã họp thẩm định, xét đánh giá từng tiêu chí. Qua bỏ phiếu, 100% phiếu đồng ý đạt 19 đạt chuẩn nông thôn mới. Kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh đánh giá cao kết quả các địa phương đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đề nghị xã Nậm Sỏ nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó duy trì tăng tiêu chí thu nhập, tổ chức sản xuất trồng, chăm sóc rừng, nghiên cứu phát triển vùng trồng dổi trên địa bàn, tổ chức liên kết các nhóm hộ chăn nuôi gia súc tập trung, mở rộng đường giao thông, nhất là đường sản xuất nội đồng, đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ vững địa bàn xã không ma túy. Khắc sâu lời Bác Hồ dạy, nói đi đôi với làm. Trong những năm qua, cán bộ hội viên cựu chiến binh huyện Phong Thổ luôn gương mẫu, sáng tạo trong mọi hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương. Hiện nay trên địa bàn huyện Phong Thổ đã có nhiều hộ cựu chiến binh kinh tế khá giàu và tích cực giúp đỡ các hội viên khó khăn hơn về con giống và nguồn vốn. Qua thống kê, toàn huyện có 75 mô hình gia trại, 12 cơ sở kinh doanh dịch vụ, 4 doanh nghiệp, 3 trang trại, 2 hợp tác xã do cựu chiến binh làm chủ, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, trong đó có trên 50 con em lao động cựu chiến binh. Đến nay, đời sống của cựu chiến binh ngày càng được cải thiện. Toàn huyện Phong Thổ có 79,6% gia đình hội viên có mức sống khá, trung bình. Nhiều hội viên tham gia gửi tiết kiệm với tổng số tiền 1,8 tỷ đồng. Và trong huyện xuất hiện ngày càng nhiều cựu chiến binh làm kinh tế giỏi với mức thu nhập trên 100 triệu đồng một năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trong tháng 2 vừa qua trên địa bàn huyện Nậm Nhùn ước đạt 13,99 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng cường công tác quản lý điều hành, bình ổn giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đảm bảo cung cầu hàng hóa trên thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu. Đã tiến hành tổ chức một đợt kiểm tra liên ngành trước dịp Tết Nguyên đán tại 8 cơ sở về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Qua kiểm tra, phát hiện một cơ sở không có giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu, năm học 2020-2021 này, ngành giáo dục đào tạo huyện Than Uyên đã làm tốt công tác chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với việc thay sách giáo khoa lớp 1. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực linh động của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, ngành giáo dục huyện Than Uyên đã từng bước triển khai chương trình sách giáo khoa lớp 1 đạt hiệu quả. Cũng như các trường tiểu học khác trên địa bàn huyện Than Uyên, tại trường tiểu học xã Mường Than, 100% cán bộ quản lý, giáo viên đã được bồi dưỡng, tập huấn đầy đủ chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018. Sau gần một năm đưa vào giảng dạy cho thấy, bộ sách giáo khoa mới có kênh hình ảnh được bố trí nhiều hơn so với bộ sách cũ, nội dung hình ảnh gần gũi với đời sống của học sinh nên các em dễ hiểu.
Tuy nhiên, để bài giảng đạt hiệu quả cao nhất, trường tiểu học Mường Than đã đầu tư máy trình chiếu, giúp cho nội dung lý thuyết được thể hiện rõ qua hình ảnh, từ đó tạo trực quan sinh động, các em hứng thú học tập hơn. Cùng với đó, đội ngũ giáo viên của trường tiểu học Mường Than đã chủ động tự nghiên cứu, tìm hiểu để tìm ra phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất. Với cái chương trình phổ thông mới này thì các em học sinh lớp 1 thì cũng gặp khó khăn, tuy nhiên thì cũng gặp khó khăn đối với một số em thôi ạ, còn tương đối là phù hợp. Và còn cái chương trình này thì cũng ban đầu thì cũng thầy cô và các em cũng gặp khó khăn, nhưng tuy nhiên thì cũng đã được cấp lãnh đạo ban giám hiệu nhà trường đã giúp đỡ bằng cách là cho tập huấn với cho thực hiện, các thầy cô cũng đến giúp đỡ tại lớp. Sau gần một năm thực hiện dạy chương trình sách giáo khoa lớp 1, mặc dù cơ bản giáo viên và học sinh dần quen với phương pháp mới, song do thời gian chuẩn bị ngắn nên một số giáo viên của nhà trường gặp bỡ ngỡ, khó khăn khi soạn, dạy liên môn và nội môn. Khắc phục hạn chế này, thời gian tới, nhà trường tăng cường công tác dự giờ, tư vấn, giúp đỡ, tổ chức dạy cho giáo viên trong tổ, trong trường được dự giờ và rút kinh nghiệm. Vâng, thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông mới thì nhà trường đã thực hiện, một là thực hiện theo đầy đủ các văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành của bên ngành giáo dục. Bồi dưỡng giáo viên được tham gia bồi dưỡng chương trình tập huấn này là 100% giáo viên. Thế cái kết quả thực hiện đến bây giờ ấy thì chất lượng của học sinh thì đi lên rõ rệt. Giáo viên thì nắm vững được những cái kiến thức, những cái phương án và phương pháp giảng dạy. Thì học sinh đã so với lại chương trình cũ thì học sinh sẽ nắm được cái kiến thức được nhiều hơn, khá hơn. Về phẩm chất và năng lực của các em được tăng lên nhìn thấy rõ rệt. Năm học này, toàn huyện Than Uyên có 35 trường, 676 lớp, 18.946 học sinh. Là năm đầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới nên các trường học trên địa bàn huyện Than Uyên nói riêng và toàn tỉnh nói chung không tránh khỏi những khó khăn vướng mắc. Một số giáo viên còn bỡ ngỡ khi tiếp cận bộ sách giáo khoa mới và mất nhiều thời gian soạn bài nên việc đầu tư nghiên cứu bài dạy còn hạn chế. Về phía học sinh, do đầu cấp các em quên nhiều chữ cái, nhiều học sinh chưa biết cách cầm bút, tô chữ, lượng kiến thức một số bài nhiều. Thời gian trong tiết học thường kéo dài, chưa đảm bảo, học sinh tiếp thu kiến thức còn chậm. Đối với chương trình giáo dục phổ thông mới, thì năm nay là chúng ta đang triển khai đối với lớp 1. Thế vì qua đánh giá bước đầu của chúng ta triển khai thực hiện, thì trên địa bàn huyện thì đến nay là cơ bản là chúng ta cũng đã đảm bảo được các cái nội dung và các cái yêu cầu. Qua đánh giá của cái kết quả thực hiện cái nhiệm vụ học kỳ 1 thì cơ bản là cũng đã tháo gỡ được những cái vướng mắc ban đầu khi mà bỡ ngỡ mà chúng ta triển khai. Và đến thời điểm này thì việc là tiếp cận của nhà giáo cũng như là các em học sinh là đảm bảo được theo các cái mục tiêu mà chúng ta đề ra của cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Sau gần một năm đưa vào giảng dạy chương trình sách giáo khoa mới, mặc dù vẫn còn một số khó khăn, song nhìn chung, có thể thấy học sinh đã chủ động và phát huy sự tập trung, hứng thú trong các tiết học. Các trường ổn định nền nếp để yên tâm học tập và giảng dạy. Những vướng mắc trên sẽ từng bước được tháo gỡ, điều chỉnh khi đội ngũ cán bộ giáo viên đang tiếp tục tự bồi dưỡng và bồi dưỡng tập trung, chia sẻ kinh nghiệm theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.